cái mùi gì thum thủm ấy nhỉ. Ôi giời ơi, các bạn ơi, nhìn này, cá sao lại chết đầy ở trên bờ thế này. Toàn cá to thôi, cá nhiều đến nỗi mà còn nhảy cả lên bờ này. Thế thì chứng tỏ là cái hồ này sẽ có rất nhiều cá. Được rồi, mình tìm ít điểm câu đã đúng bài rồi đây. Hôm nay tớ sẽ ra câu vài con cá để về thả bể cho nó đẹp các bạn ạ. Rồi, đây, đợi xem nào. Cá ơi, cá ơi, lại đây ăn đi nào. Bình thường mình câu cá nhanh lắm, đảm bảo một lúc nữa sẽ có cá luôn. Ô, cá không vào, để có cái con nhện nước này nó vào này này. Quay lại. Hồ rộng như thế này mà câu từ nay tới giờ chả được con cá nào cả. Vô lý thật. Mọi hôm mình câu nhiều cá lắm cơ mà. Nhìn lưng của ai trông quen quen. Trông giống lưng của bạn nhím. Này thì câu cá này. No 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 no. Ui cá 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 cá. Ui cá to ha. Cá to ha. Đâu rồi? Đủ một cá cơ mà. To ơi là to luôn. Cá đâu mà cá. Là do tớ đây. Cậu ngồi đây câu cá. Ô, rất cảm ơn. Bạch Trang à, cậu làm gì ở đây đây? Tớ đang ngồi đây câu cá đây. Cái con cá to mà cậu tưởng ấy là vừa lúc nãy do tớ ném đây. Đấy, thế mà tớ cứ tưởng là có cá to thật. Đáng hiểu. Câu từ sáng tới giờ ở cái hồ này mà chả được con cá nào cả. Bởi vì cậu làm gì có biết câu cá. Cậu nhìn ở trong túi tớ đây này. Bầy cá mấy cua ở trong ý đây. Cậu câu được nhiều cua mấy cá thế á? Đầy một cái hộp cơ á? Đúng rồi. Ủa ôi, hay là cậu lên cậu mở ra cho tớ xem nào. Xong rồi có gì tớ xin một hai con, tớ về tớ thả bể. Chứ tớ câu như này có đến tối chắc cũng chả được con nào đâu. Cậu cứ lên đây đã, tớ cho xem nhiều lắm. Tuộc khổng lồ ấy nhá. Đây này, tớ mở ra cho cậu xem nhá. Đầy một hộp cá này luôn cơ. Cái này là của em Cam mua đấy. Thế sao lại có cả hai cái vợt nữa? Để lát nữa chúng mình sẽ vớt cá với cả cua ở trong này mà. Ui, hai chị em cậu còn bắt được cả cua cơ. Đúng ôi rồi, nó ôi. Ở trong cái hộp ý đấy. Đâu? Ai hốt thì mà. Cá đâu? Cua đâu? Trong đây đấy. Đầy cá với cua cơ mà. Làm gì có con nào. Đây toàn là mấy cái chai lọ gì linh ta linh tinh ấy chứ. Cậu lừa tớ à? Không phải lừa. Anh thích mấy con thì em tạo ra cho anh. Mấy con thì tạo ra cho anh nhá. Đúng rồi. Cậu thích cá, cua hay bạch tuộc đều có hết. Cá là cá bơi ở dưới hồ, bạch tuộc ở biển, cua thì ở trong hang. Mà các cậu lại bảo tạo ra là tạo ra thế nào, tớ chả hiểu gì cả. Đây là những tuyết nước có thể tạo được ra hình hình những con vật gì đấy cậu ạ. Đây này, cậu nhìn cậu biết đây là hình của con gì không? Ô đây là con rùa biển. Đúng rồi, còn đây là con chuột chuột à? Đúng rồi, rất nhiều các con vật khác ở trong này. Có khủng long này, khủng long này, con rùa này. Đây, có phải con cá cậu cần tìm đây không? Ờ đúng rồi, đây là con cá vàng mà. Bạch tuộc nha. Thế là bây giờ mình sẽ tạo ra những cái con cá này à? Từ những chiếc khuân đấy. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Đâu, thế bọn cậu làm đi. Tớ chưa hình dung ra cái quy trình làm nó như thế nào. Sẽ đổ nước vào cái âu này trước đã. Sau đó là sẽ pha cái gói bột này với cả 900ml nước. Đổ gói bột vào đây nhá. Ui, em đang đứng rung bàn, không cẩn thận mà chị lại nào đổ mất bột ra ngoài. Đấy, sau đấy là khoáng đều cho tan cái bột này ra. Khoáng đều cho tan bột à? Bột này để làm gì à cậu? Lát nữa tôi sẽ cho cậu xem cái bột này có tác dụng gì. Cậu cứ từ từ. Cậu thích cá vàng đúng không? Đúng rồi. Cam đâu? Lấy cho chị một cái khuôn hình con cá vàng ra đây. Đây, khuôn hình cá vàng đây. Đúng rồi, khuôn hình cá vàng. Và lấy cho chị một lọ nước màu cam. Đây chị ơi. Rồi, chị cảm ơn nhá. Sau đấy ta sẽ nhúng cái khuôn này xuống cái dung dịch mà vừa nãy tớ pha nhá. Đấy, xong nhấp cái khuôn hình con cá vàng này lên. Xong làm gì hả cậu? Bóp cái nước màu này vào để tạo ra một con cá vàng cho cậu. Wow. Ta-da. Mình sẽ phủ màu lên cái khuôn đúng không? Đúng rồi, phủ màu lên cái khuôn nhá. Tôi sẽ tặng cậu, làm tặng cậu một con cá vàng. Được rồi đấy cậu ơi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bây giờ tôi sẽ thả con cá vàng này xuống nước nhá. Là nó sẽ bơi lên chào cậu đấy. Wow.
Đâu, cho tôi xem nào. Đây, thả cái bàn xuống nước nào. Ra nào, đấy. Cá bàn bơi ra rồi đây này. Ô đúng rồi, con cá này nó bơi ra khỏi cái khuôn rồi này. Em Cam đâu, mang cái vợt vào đây cho chị. Để em vừa cho. Wow, một con cá vàng luôn. Thì ra đây là cách tạo ra cá vàng. Ở dưới nước là nó có thể bơi như này này các cậu ơi. Nhưng mà con cá này của cậu còn thiếu mắt rồi cậu ơi. Bây giờ tôi muốn một con cá có mắt cơ. Đây, thả vào đây nhá. Mình cứ thả vào đây để mình sẽ làm cái khác. Được rồi, tớ hiểu cách làm rồi. Bây giờ cậu cho tớ thử làm một con rùa nhá. Một con rùa này, nhúng khuôn vào nước này. Rùa thì sẽ có màu xanh da trời. Rùa biển mà. Đây, tớ sẽ cho. Đầu tiên tớ sẽ cho những cái chân trước. Chân tớ sẽ cho màu tím này. Những cái chân màu tím này. Đấy. Chân màu tím này. Hai cái chân sau thì tớ sẽ cho cái màu đen đen này vào. Đây, đây là hai cái chân sau nhá các bạn ơi. Hai cái chân sau này. Con rùa này nó lắm màu quá. Đúng rồi, còn cái thân sẽ là màu xanh da trời. Thế thì cái đầu cũng cho thành màu khác đi, cho nó đặc sắc. Được rồi, màu cam. Màu tím rồi, thế thì cho màu cam này đi. Ô, nhanh, không là nó chảy vào đây. Đấy, con rùa này sẽ màu này. Bây giờ sẽ thả vào đây đúng không? Đúng rồi. Thả vào đây, thật đều đặn này. Mình chờ xem con rùa khi nào nó sẽ nổi lên nhá. Con rùa cậu làm nhiều màu quá trong bây giờ nhìn. Tớ biết vì sao rồi. Cậu cho ít màu quá. Tớ cho ít màu quá à? Cho nên nó sẽ bị mềm oặt ra ấy. Ồ, nhưng mà cũng giống hình con rùa mà. Đây này. Cậu nhìn cái tay này. Mềm quá, con rùa này nó mềm quá. Em Cam thử vớt lên xem nào. Mềm lắm anh ơi. Đâu, để tớ thử vớt cái con cá vàng vào đây tớ làm xem nào. Đây này, nó mềm như thạch luôn các cậu ạ. Cậu phải bóp nhiều màu vào để khi mà con cá vàng nó ra ấy, nó sẽ dày như này này, nhìn nó mới đẹp. Được rồi. Dày như này này, bây giờ chúng mình hãy làm lại đi. Em xin làm con chuồn chuồn. Đâu? Chuồn chuồn à, thế thì em Cam hãy lấy chiếc khuôn con chuồn chuồn đã. Khuôn chuồn chuồn đây cơ mà. Em lấy khuôn chuồn chuồn và cho khuôn vào đây. Cho khuôn vào nước đi Cam. Mimi. Khuôn vào nước trước đã. Đỡ nha. Cho em Cam nha. Đấy, nhúng khuôn. Đầu tiên khi mà muốn làm cái này thì nhúng khuôn vào nước này trước đã. Để cho khuôn nó ướt đi đã. Đúng rồi, đấy. Sau để khuôn ra ngoài và em Cam bóp màu lên đi. Bóp màu lên này, Cam bóp dày vào nhá. Đừng như anh bóp mỏng quá thì lại không ướt được đâu. Rồi. Từ từ thôi, đừng để cho nó tràn ra ngoài nhá em nhá. Dày lên nhưng mà đừng cho nó tràn ra ngoài thôi. Được rồi. Nữa đi, anh thấy vẫn còn cái cánh còn thiếu. Nó sẽ chảy ra, được rồi. Tiếp đi. Cái đuôi nó vẫn còn. Wow, em Cam bóp đẹp thật đấy. Em Cam bóp dày lên nữa đi. Dày lên nữa bạn. Cái con chuồn chuồn này của em Cam nó sẽ to lên ý. Nó mọng lên thì mình nhìn nó mới đẹp. Rồi, được rồi, dày rồi đấy. Bây giờ Cam hãy cầm thật khéo léo. Thả vào nước. Rồi, cầm thật. Đừng cho nó chảy. Đây, phải cầm thẳng như này nhá. Nếu không là nó sẽ chảy ra đấy. Xong sau đó này, em Cam sẽ thả xuống cái nước này. Đúng xuống nước. Rồi. Chuồn chuồn ơi, bơi lên đi nào. Oh no. Hình như là cái màu tím này nó làm ra các cái con ấy nó không đẹp ý cô ạ. Con chuồn chuồn của em Cam xấu quá, xấu hơn cả con rùa của anh cơ. Nó biến thành một con sứa rồi. Được rồi, thế để tớ làm lại. Tớ sẽ làm con khủng long này vậy. Lần này tớ sẽ chỉ cho một ít nước vào đây thôi. Không cho nhiều nữa. Cho nhiều tớ sợ là nó sẽ bị loãng ra như của em Cam ấy. Đúng rồi, tớ sẽ làm một con khủng long màu vàng nha. Khủng long phải màu xanh thì mới đẹp. Không, tớ thích khủng long màu vàng cơ. Đấy, sau đó cho cái mắt màu đen này. Đấy, sau đó cho thêm mấy cái sống lưng này nữa. Mắt của con khủng long này to thật đấy. Wow. Rồi, một con nào, khủng long đại thạch luôn. Đấy, để xem nào, con khủng long của anh xem nó có lên được hình không nhá. Khủng long ơi ra đi nào, Ôi, cái con rùa này, nó lại cứ bơi vào chỗ khủng long. Ui, khủng long tớ làm đẹp chưa này. Wow, đúng rồi. Hình như là chúng mình không nên nhúng nước nhiều quá. Đúng rồi, nó ra bóp màu này, bọn mình sẽ bị nhão đấy.
nó ra nguyên một hình con khủng long luôn. Thế thì bây giờ để tớ thử làm cái khuôn con bạch tuộc này nhá. Bạch tuộc này tớ sẽ làm nó thành một con bạch tuộc màu xanh da, màu xanh lá cây. Đấy, bóp màu xanh lá cây ra đã. Đấy, cậu cứ phủ kín nó đi. Con bạch tuộc này của cậu hơi bị tốn nhiều chân đấy. Tớ nhìn thấy bao nhiêu chân liền. Đấy. Đấy. Ui, con bạch tuộc này to quá các cậu ơi. Một con bạch tuộc khổng lồ luôn. Amazing. Đấy. Tớ cũng sẽ vẽ mắt cho con bạch tuộc này. Rồi. À, bạch tuộc này tớ sẽ vẽ đốm cho nó. Có những cái đốm màu cam ở trên người. Đấy. 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 Trên đầu cũng sẽ có một vài đốm. Nhiều đốm thế. Đấy. Rồi, sau đó là sẽ cho một cái mắt của con bạch tuộc này màu đen. Cha cha, nhìn nè. Con bạch tuộc này của tớ trông có đáng yêu không các cậu ơi? Được rồi đây, cậu cho đây vào. Tớ sẽ thả nó vào nước nhá. Cậu cho vào nước đi. Đấy, thả vào nước này. Cái mắt của nó bị biến đổi hình dạng rồi các cậu ơi. Tại cậu để nghiêng ấy. Cậu phải để thẳng vào thì nó mới không bị chảy. Đấy, khi mà nhúng xuống nước này một lúc sau là nó sẽ ra ngoài đấy. Đúng rồi, là con bạch tuộc nó sẽ tự chui lên đấy. Nó đang lên rồi kìa. Yeah, bạch tuộc của tớ cũng đã làm thành công rồi nè. Đây nữa em Cam ơi, vẫn còn những cái chân để anh vẽ thêm cái mắt cho. Em Cam đang làm khuôn con cá vàng à. Em Cam phải bóp dày thêm nữa vào. Đúng rồi, đây này, vẫn còn nhiều chỗ nên em Cam bóp thêm màu vàng đi. Rồi, ở chỗ bụng nó, ở dưới bụng kìa. Rồi, được rồi đấy, anh thấy là được rồi. Để anh cho vào đây cho. Để em Cam tự tay cho vào nhá, em Cam phải giữ thẳng vào. Đấy, sau đó nhúng xuống đây. Rồi. Chờ một lúc là con cá vàng của em Cam sẽ ra. Em sẽ đung đưa đi. Đấy. Đấy, để cho rung ra. Rồi, đung đưa như thế. Rồi, được rồi, con cá mới ra rồi. Wow, thế chúng mình đã tạo ra được bao nhiêu cái con vật rồi. Đúng rồi, bây giờ để tớ vớt những cái con vật này lên cho các bạn xem nhá. Đây, của em Cam đây, mỗi người một chiếc vật. Đâu em vớt con khủng long của em đi. Đâu khủng long đâu? Đúng rồi, khủng long màu xanh. Một con khủng long màu xanh. Còn đây này, anh cho em xem cái con rùa đây này. Các cậu ơi, nhìn con rùa của tớ làm nó bơi đẹp đẹp chưa? Con rùa này trên lưng nó có các đốm màu đen. Con rùa này bị bệnh à cậu? Không phải, đấy là cái mai của nó đấy. Mai của nó có những cái khoang ấy. Đấy, tớ thả con rùa này đi. Tớ còn có làm được một cái con cá vàng này cậu ơi. Cá này đích thị là màu vàng luôn. Đây này. Con cá này có hai cái mắt lồi thế. Đúng rồi, dòng cá này là dòng cá mắt lồi đấy. Còn tớ sẽ vớt con khủng long mà vừa nãy tớ làm. Đây này, một con khủng long màu vàng. Ôi, cậu ơi, đấy không? Con khủng long bây giờ nó cong mọng lên rồi này. Ồ, đúng rồi. Hình như là để càng lâu thì nó sẽ càng béo lên các cậu ạ. Đúng thật đấy cậu ơi. Những cái này bây giờ nó cong hết lên rồi. Đây này, wow. Thế này chúng mình sẽ phải ngâm ở trong nước này lâu. Con bạch tuộc bây giờ nó đã cong mọng rồi. Mình cầm tay lên còn cầm được cơ. Đây các cậu ạ. Wow, đáng yêu quá. Cầm nhẹ thôi nhá. Một con rùa này có cái đầu hơi bé. Con rùa béo ú mập mạp luôn. Để tớ xem con cá vàng ở đâu nữa nào. À, con chuồn chuồn màu cam này. Đây, một con chuồn chuồn màu cam. Có hai cái cánh này cậu ơi. Còn đây là cái đầu này, đây là cái đuôi này. Ôi em Cam định bóp à? Em Cam bóp nó. Có bóp được không? Ôi, mình ở bên ngoài của nó là một lớp màng như kiểu là một lớp keo ấy. Nhưng khi mình bóp ra bên trong nó vẫn là nước. Tớ nghĩ là phải để lâu cơ. Đúng rồi. Đâu để tớ xem nào. Ui, cái bể cá này có thật nhiều cá vàng. Một con cá vàng màu vàng này. Một con cá vàng màu đen này. Wow. Đây, để tay cho các bạn cùng nhìn này. Trông đẹp chưa? Lần sau cậu mà thích có cá ấy, thì cứ đến gặp chị em nhà tớ nhé. Được rồi cậu ơi, thế thì cho tớ xin mấy cái con cá này đi. Để về tớ thả vào cái bể nhà tớ. Nó cứ bơi tung tăng. Mà cá này á, đỡ phải cho ăn cậu ạ.